thời tiết nguy hiểm trên biển, tin về vùng áp thấp trên khu vực Vịnh Bắc Bộ. Hồi 1 giờ ngày 15 tháng 7, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 18,5 đến 19,5 độ Vĩ Bắc, 106,5 đến 107,5 độ Kinh Đông, ngay trên khu vực phía nam Vịnh Bắc Bộ. Do ảnh hưởng của vùng áp thấp, ở đảo Cô Tô đã có mưa dông với gió giật mạnh cấp 7. Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp hầu như ít dịch chuyển và có xu hướng mạnh dần lên. Dự báo trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, vùng áp thấp hầu như ít dịch chuyển và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Đến 1 giờ ngày 16 tháng 7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,9 độ Vĩ Bắc, 106,8 độ Kinh Đông, ngay trên khu vực Nam Vịnh Bắc Bộ, cách bờ biển các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thanh Hóa, khoảng 100 đến 150 km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, 40 đến 50 km/h, giật cấp 8. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 50 km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới. Do ảnh hưởng của vùng áp thấp, sau có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, trong ngày và đêm nay, 15 tháng 7, ở khu vực Vịnh Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông, từ tối và đêm nay, gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Dự báo trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm theo hướng tây tây nam, mỗi giờ đi được khoảng 5 km. Do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới kết hợp với gió mùa tây nam hoạt động mạnh, nên trong ngày và đêm nay 15 tháng 7, khu vực biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan tiếp tục có mưa dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, có gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh, sóng lớn, cấp 1. Dự báo thời tiết 15 tháng 7, Hà Nội còn mưa to 2 ngày tới. Trong 2 ngày tới, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa to, nhiệt độ tương đối mát mẻ. Theo bản tin dự báo thời tiết mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới kết hợp với áp cao cận nhiệt đới đang lấn về phía Tây, nên trong ngày và đêm qua 14 tháng 7, ở Hòa Bình, các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi mưa rất to như Hòa Bình 59mm, Cửa Ông, Quảng Ninh 68mm, Bắc Ninh 64mm, Hoài Đức, Hà Nội 69mm, Tĩnh Gia, Thanh Hóa 64mm, Quỳ Châu, Nghệ An 54mm. Hiện nay 15 tháng 7, giải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực giữa Nam Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, hoạt động mạnh trên cao áp cao cận nhiệt đới tiếp tục lấn về phía Tây. Ở phía Nam, gió mùa Tây Nam đang hoạt động mạnh. Dự báo, do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới kết hợp với áp cao cận nhiệt đới lấn mạnh về phía Tây, nên từ nay đến ngày 17 tháng 7, ở các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Quảng Trị, có mưa vừa, mưa to, riêng khu vực Đông Bắc, Đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh có mưa rất to. Trong cơn dông có khả năng rất cao xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Thời tiết khu vực Hà Nội từ nay đến ngày 17 tháng 7 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong cơn dông có khả năng rất cao xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam đang hoạt động mạnh, nên trong 2 đến 3 ngày tới tiếp tục có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm. Trong cơn dông có khả năng rất cao xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, cấp 1, riêng khu vực Đông Bắc và các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, cấp 2. Dự báo thời tiết cho các khu vực trong cả nước, ngày và đêm 15 tháng 7 năm 2018. Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, riêng Sơn La và Hòa Bình, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió nhẹ, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 63-99%, nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.
Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, riêng khu vực Đông Bắc và Đồng Bằng, có mưa rất to. Gió nhẹ, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 68-100%, nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C. Thanh Hóa Thừa Thiên Huế, nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, riêng phía Bắc, Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, có mưa rất to. Gió nhẹ, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 65-100%, nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ, phía Nam có nơi trên 31 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3, độ ẩm 60-95%, nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C. Tây Nguyên, nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 2-3, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 62-98%, nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ C. Nam Bộ, nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 3, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 62-98%, nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C. Hà Nội, nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 65-98%, nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C.